Chiều nay ngày 3 tháng 2, tại quảng trường trước trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học, Ủy ban nhân dân thành phố Huế chính thức khai mạc hội xuân 2024. Với chủ đề tinh hoa đất trời, chuyển mình bứt phá cùng rất nhiều các hoạt động phong phú được tổ chức liên tục từ nay đến hết Tết Nguyên đán thì đây sẽ là điểm đến không thể bỏ qua đối với người dân và du khách. Tham dự khai mạc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định. Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo thành phố Huế cho biết, để chuẩn bị cho hồi xuân năm 2024, thành phố đã thuê đơn vị tư vấn là công ty cổ phần Sao Tháng 8 Việt Nam thiết kế toàn bộ không gian trưng bày một cách quy mô sáng tạo. Theo đó có hơn 342.000 cây hoa các loại trên các công viên điểm xanh, 160 giỏ hoa trên các trục đường chính của thành phố. Và đặc biệt là một không gian hoa được bố trí sắp đặt trên một không gian rộng trải dài theo dòng sông Hương, tập trung ở các điểm. Không gian công viên dọc đường Lê Lợi, cồn Giả Viên, công viên Thương Bạc. Đặc biệt công viên Lý Tự Trọng sẽ là trung tâm của không gian hồi xuân. Ngoài việc sắp xếp các thảm hoa nghệ thuật, đoàn tàu hoa, thì mô hình biểu tượng năm Giáp Thìn như hoạt cảnh tại hiện đua rồng trên sông Hương, mô hình hai con rồng chầu mặc nguyệt tượng trưng cho sự phát triển của đất nước, tỉnh nhà, kết hợp với tạo hình trăm hoa đua nở, dạng hình rồng với ý nghĩa mang lại sự bình an trong dịp đầu năm mới. Hai hình tượng rồng trước khu vực Ủy ban nhân dân tỉnh được tạo hình với dạng bay lên trời, thể hiện cho một năm phát triển và bứt phá. Ngoài ra, trong khuôn khổ hồi xuân, người dân sẽ hòa mình vào một không gian với các loài hoa lá đã cảnh nghệ thuật, non bộ, thư pháp chạm trên gỗ, cây uổng thế đặc sắc của các nghệ nhân với 8 hồi sinh vật cảnh trên địa bàn thành phố Huế và 65 nghệ nhân đến tham gia trưng bày và dự thi. Diễn ra từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 24 tháng 12 năm Quý Mão đến ngày 6 tháng 1 năm Giáp Thìn. Hội xuân 2024 sẽ là điểm đến hấp dẫn, điểm tham quan độc đáo, phục vụ tốt cả hoạt động vui chơi giải trí của người dân và du khách trong dịp Tết đến xuân về.